bạn cứ luôn luôn nặng, các bạn cứ nhìn về phía sau á, cái bản ngã của bạn nó sẽ đau lắm, đúng không? Và cát đựng cái gì nè, tại sao cái thần sắc của cát nó luôn tươi? Là tại vì mình sống mình biết nhìn về phía trước, cái gì qua cho qua, đừng bao giờ nhắc lại. Và khi có ai nhắc lại, tôi nói ủa, cái chuyện đó là quá bình thường mà, cuộc đời mỗi người mà, cuộc đời này mình phải biết trước luôn luôn là không có gì là mãi mãi, đời nó rất là vô thường mọi người ạ. Vô thường đây là vô thường nè, nó sẽ có hai ý, một là vô thường tích cực và vô thường tiêu cực, giống như các đang ngồi nói chuyện với các bạn đây. Vô thường ngày mai nó ập tới các, có thể các gặp tai nạn gì đó, các mất đi, đó là vô thường, nó ập nó quá nhanh, đúng không? Còn vô thường tiêu cực á, đó là tiêu cực. Còn vô thường tích cực là hôm nay các bạn thấy các ngồi như này, ngày mai thấy các ngoài đời trội một cái vẻ tươi tắn rạng ngời vậy, đó là tích cực nữa đó. Thì khi các bạn đối mặt với các bạn thấy các như thế này thì các bạn thấy sao nó trội, mụ cát năm nay bả 54 tuổi mà bả còn tích cực, quá năng lượng vậy. Tại sao mình không theo cái kiểu mà cái cách của chị cát để mình sống nó vui nó tươi hơn, đúng không? Phụ nữ đừng bao giờ mà, thứ nhất đừng bao giờ gọi là gì ta, quan tâm đến số tuổi của mình, mà các bạn hãy quan tâm đến cái số đo ba dòng hoặc cái sức khỏe của mình là tốt nhất. Số đo ba dòng thì nó gầy đi là biết mình ốm, mà nó bự ra là biết mình mập. Đúng giờ thì mình bắt đầu mình phải biết cái cách control như thế nào, và đừng bao giờ sống nhìn về phía sau. Bây giờ cả nhà đi bước đi mà cứ nhìn phía sau hoài, ở phía trước thì sao? Thực tế nha, các bạn đi ngoài đường các bạn cứ nhìn phía sau thì các bạn ở phía trước các bạn không thấy, các bạn sẽ gì, bị va đập, đau không? Đau không? Còn giờ mình cứ phía trước mình nhìn đi, phía sau là gì kệ, nó mình không thấy nữa thì mình vẫn vui vẻ thôi, đúng không? Sống tích cực là vậy cả nhà. Cho nên ai cũng nói cái gì cho em bí quyết đó, bí quyết là vậy đó. Đó là bí quyết, với lại là mình hiện tại mình có con, là có công việc ok là mình vui thôi cả nhà. Chưa chắc có hai người đó vui. Nhưng mà cái điều gì mà làm nên được chị được như vậy? Không lẽ chị chưa bao giờ chị có cảm giác đau khổ suy sụp hay sao? Ủa là con người mà sao không có, đúng không? Nhưng mà các bạn phải biết là nhà mình phải tự giật mình dậy, tự cứu mình trước khi trời cứu. Giống như khi chúng ta có cái cảnh giống như chúng ta choáng váng, chúng ta sắp giống như đột quỵ hay gì đó, cách tốt nhất là mình phải báo cái gì đó, đúng chưa? Đừng để nó ngã quỵ xuống, đó là mình nói thực tế nhất. Giống như mình có những cái đứng lên say sẩm mà mình rớt xuống là mình bị đột quỵ, mình chết ngay tại chỗ, đúng không? Còn cái này là trong những cái biến cố thì cái mình bám là cái gì cả nhà? Cái mình bám trước nhất là mình nhìn con mình, không có con thì mình nhìn cha mẹ mình. Và cái điều mà các chia sẻ là các tại sao các hay như vậy các bạn? Các thường thường là ngồi ngay trước gương á, ngồi trước gương nha. Và ví dụ một ngày đi, một ngày khi tối các về các sẽ nhìn trước gương, chắc đó là cái phản chiếu là thực tế nhất. Nói, hôm nay làm tốt lắm đó, ok cứ thế mà phát huy nha, rồi giờ đi ngủ ngon nha, và chế đó là mình tự nói với mình. Còn những cái chuyện mà biến cố á thì các tự chỉ vào gương, các nói là mày sẽ đau, tao cho mày đau là 3 tháng hay là 6 tháng gì đó nha, là tùy theo trường hợp, tùy theo chuyện nha cả nhà. Đó, trong 3 tháng đó, vừa rồi là chỉ có 3 tháng nha cả nhà, vừa rồi chuyện cát là chỉ có 3 tháng thôi. Và các nói là 3 tháng đó mày buồn bã, mày vật vã gì cũng được nha. Và các cả nhà biết không, 3 tháng đó các không đi ra đường, không ra đường, chỉ ngồi trong nhà trong góc phòng, nó khóc đau vật vã kệ nó. Bước qua ngày đầu tiên của tháng thứ tư các khác hẳn cả nhà. Mình phải như vậy chứ, bây giờ mình cứ trời ủ rũ được kia nọ, rồi con mình thấy nó buồn không, rồi cả nhà gia đình mình thấy đau để chi vậy? Mình là cái người thích tỏa cái năng lượng tốt, cái tích cực tốt đến mọi người, thì việc gì mình làm vậy, và mình làm mình đau khổ cái gì, rồi bạn bè mình thương mình, người ta buồn không? Và thường thường là khi các bạn mà đau khổ, các bạn rớt xuống vực thẳm mà các bạn không tự vượt lên được á, cái điều đầu tiên là các bạn bị người ta chê và người ta cười, là bạn mới chống mày chê mình nhất. Phụ nữ đừng bao giờ để mình vướng vào cái đó. Và khi các bạn ví dụ trong 3 tháng đó ha, các bạn vật vã đau khổ, các bạn phải nhìn vào thẳng cái sự thật để cho nó đâm qua mình một lần, nó xuyên đi, chứ đừng có trời nhậu nhẹt này kia, lầy lội này kia, rồi trời sắc mình nó xuống, đúng không? Mình mệt, người mình nó không làm gì được hết trơn, lúc nào cũng phải tỏ một cái năng lượng tích cực nha cả nhà. Có nghĩa là trong vòng 3 tháng đó là cũng là chị cũng có mình vào.